Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tokyo Camera. Và như các bạn đã biết thì thời gian vừa qua, DJI vừa cho ra mắt bộ đôi gimbal, đó là DJI Ronin SC và DJI Osmo Mobile 3. Và hai chiếc gimbal này thì được các reviewer trên thế giới đánh giá là hai chiếc gimbal tốt nhất 2019. Vậy thì hôm nay chúng ta hãy cùng đi đập hộp chiếc Ronin SC này để xem là nó có gì mà đáng giá đến vậy nhá. And I just gotta keep it cool. And I'll be treated like a tool. So don't be acting like a fool, fool, fool. Look at you sobbing like a moon. Tryna get everybody's cool. Go ahead and drop into the pool. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ đi từ thiết kế vỏ hộp. Như chúng ta có thể thấy thì vỏ hộp của chiếc Ronin SC này được làm nhỏ hơn rất là nhiều so với chiếc Ronin S. Đó, và chúng ta sẽ có một cái quai vải ở đây để xách đi rất là tiện lợi. Đó. Ở bên trên nắp này sẽ có ghi dòng chữ DJI Ronin SC. Và để mà mở ra thì chúng ta sẽ có hai cái lẫy khóa ở đây. Chúng ta sẽ giật nó ra và mở nó lên. Thì cái phiên bản tôi đập hộp ngày hôm nay đây là bản đơn chứ không phải là bản combo, cho nên là chúng ta sẽ không hề có bộ focus ở bên trong. Nhưng mà tôi khuyên các bạn là khi mà mua gimbal này thì chúng ta nên mua bản combo, vì là cái bộ focus này rất là đáng giá. Nếu mà mua lẻ ở ngoài sẽ có giá lên đến tận hơn 4 triệu cho đến gần 5 triệu cơ. Mà bán theo bộ combo này thì chỉ có tầm hơn 2 triệu thôi. Đó, một cái giá rất là hời cho chúng ta. Và đầu tiên thì trong hộp của chúng ta sẽ có một bộ sách hướng dẫn sử dụng nhanh. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái gá kẹp điện thoại để có thể sử dụng chế độ Active Track. Đây là một cục pin. Thì như chúng ta có thể thấy thì cục pin này ngắn hơn cục pin của Ronin S khá là nhiều. Tuy nhiên thì cái kích thước chiều ngang của nó khá là tương đồng với Ronin S, nhưng mà lại không thể nào mà dùng pin Ronin S để kết nối vào cái con gimbal này được. Ở dưới đáy vẫn là hai cái chân ốc như thế này. Về cách bật tắt thì nó cũng khá là giống trên Ronin S thôi, nói chung là cũng không có gì thay đổi cả. Theo ở đây chúng ta có một cái giá đỡ len này. Tiếp theo đó là giá để bắt máy ảnh vào. Bên này là hai sợi cáp USB Type-C. Một bộ ốc cũng như là vít. Đây là một cái chân tripod. Cái chân tripod này thì được thiết kế bằng nhựa chứ không phải là bằng sắt như Ronin S nữa. Thì tôi nghĩ là cái điều này nó cũng rất là hay, bởi vì là nó đã giảm được khá là nhiều trọng lượng cho chiếc Ronin SC của chúng ta. Chúng ta có thể dễ dàng cầm một tay được. Đó. Một cái giá để nâng máy ảnh lên so với những cái con máy mà kèm theo cái ống kính to hơn. Ở đây chúng ta có một cái đầu chuyển USB Type-C ra micro USB. Và cuối cùng đó là chiếc gimbal của chúng ta, nhân vật chính. Chúng ta có thấy điểm gì khác biệt không? Khi mà tôi lắc như thế này, mọi thứ nó vẫn rất là ổn định. Và nó không bị lủng lẳng như chiếc Ronin S nữa, bởi vì là nó đã kèm theo những cái chiếc lẫy khóa ở đây. Đó. Để chúng ta có thể dễ dàng rút vào ba lô khi tôi khóa nó lại. Như vậy là hết rồi, trong hộp của chúng ta chỉ có như thế thôi. Bởi vì đây là bản đơn mà. Nếu bản combo thì sẽ có thêm bộ focus nữa. Tôi tạm để cái hộp sang một bên. Cùng đi vào nhân vật chính của chúng ta. Nhìn chung thì về thiết kế của con Ronin SC này cũng không có gì khác so với con Ronin S cả. Mọi thứ vẫn theo cái ngôn ngữ thiết kế đó, vẫn là ba trục chống rung. Tuy nhiên thì có vẻ như là vật liệu đã được thay đổi ở đây. Đó là thay vì bằng kim loại như trước đây thì có vẻ như đây là nhựa hoặc là hợp kim gì đó. Nhưng mà cũng rất là chắc chắn, chúng ta không cần phải lo lắng về cái độ hoàn thiện của cái vật liệu này. Thêm vào đó một sự thay đổi nữa, đó là cái giá này. Bây giờ thì nó đã được thiết kế khác so với trước đây. Nó đã có các cái lẫy đẩy ra đẩy vào trên cái thanh thước này. Đó, trên cái thanh thước này chúng ta có thể đẩy ra đẩy vào và khóa nó lại. Về cái việc cải tiến cái vật liệu này trở lên nhẹ hơn cũng là một cái điều cải tiến khá là đáng kể. Bởi vì sao? Cái gimbal này hướng đến những cái dòng máy ảnh mirrorless rồi, thì nó đã rất là nhẹ rồi, cộng thêm đó một cái gimbal nhẹ nữa giúp chúng ta có thể dễ dàng sử dụng trên một tay, rất là tiện và chúng ta sẽ không bị mỏi. Giống như trên chiếc Ronin S, riêng cái thân gimbal nó đã rất là nặng rồi, khi mà chúng ta đã phải cầm một tay cộng thêm đó kể cả thêm một chiếc máy ảnh mirrorless, mặc dù rất nhẹ nữa nhưng chúng ta sẽ rất là khó để có thể sử dụng được trên một tay. Thì đây sẽ là một cái cải tiến rất là đáng kể. Ok, và sau đây thì tôi sẽ thử lắp cái chiếc Sony A6500 và con lens 50F1.8 của tôi lên đây để xem là cái khả năng hoạt động của nó thế nào nhá. Nào. Do better for yourself. Do better for yourself.
afraid of letting go. Life's a kind of cookie dough, and you can try to eat slow. Và sau khi mà chúng ta đã lắp đặt xong thì chúng ta có thể kết nối cái cáp micro USB ra tai C có sẵn ở trong máy là máy ảnh đã nhận luôn rồi. Có thể ấn quay luôn trên gimbal và sử dụng mọi cái thao tác. Bây giờ tôi sẽ kết nối điện thoại với cả chiếc Sony SC này. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải bật Bluetooth lên và sau đó thì ấn vào connect. Và connect rất là nhanh. Chỉ cần ấn vào connect cái là máy đã nhận luôn rồi. Đây là giao diện cũng không khác gì so với giao diện của Sony SC cho lắm. Ở trên này là có thêm cái nút sleep, tức là gimbal sẽ vào chế độ ngủ, sẽ tạm nghỉ. Đó, sleep mode. Trên này là thanh thông báo hiển thị trạng thái đang ở chế độ mờ, cũng như là 45% pin còn lại. Hay một số các cái tùy chọn cài đặt của ứng dụng. Trong phần create này là những cái chức năng. Đó, những chức năng mà có sẵn của gimbal. Ở đây chúng ta có thể dùng chế độ joystick này. Đó, tôi sẽ điều khiển trực tiếp cái gimbal trên điện thoại, rất là tiện. Chúng ta có thể điều khiển cái gimbal từ khoảng cách rất là xa. Ok, chúc sơn đi không? Nghiêng ngả. Đó, nghiêng. Và có thể recenter. Ok, đây là chế độ joystick. Tiếp theo là chế độ Active Track Pro. Tôi thì tôi vẫn chưa sử dụng được chế độ Active Track Pro này. Và tôi sẽ nghiên cứu và làm cái clip hướng dẫn sử dụng các cái chế độ này sau. Đây tôi chỉ giới thiệu thôi. Tiếp theo là chế độ Fog Mobile. Fog Mobile này cho phép chúng ta sử dụng cái chuyển động của điện thoại để điều khiển gimbal. Ví dụ như đây, tôi bật chế độ này lên và bất cứ cái chuyển động nào của điện thoại thì gimbal cũng đều xoay theo. Đó, vô cùng là thông minh. Cái chế độ này thì thường trên những cái chiếc gimbal chuyên nghiệp mới có, nhưng mà đây là một chiếc gimbal giá rẻ và đã được tích hợp cái chế độ này rồi. Riêng trên chiếc Ronin S, để có chế độ này chúng ta sẽ phải mua thêm một bộ Fog Pro nữa, rất là đắt tiền dành cho những máy quay chuyên nghiệp. Ok, đây là chế độ Panorama, rất nhiều các cái tùy chỉnh ở trong này. Timelapse cũng thế. Check và camera setting. Ok, đó là trong phần create cung cấp cho ta những cái chức năng. Đây là balance test. Đây là các cái tùy chỉnh motor của chúng ta. Và thường thường mỗi khi mà lắp máy xong thì chúng ta sẽ auto turn để cho các cái motor nó tự cân lại cái lực làm sao để tương thích nhất so với cả chiếc máy ảnh của bạn. Đó. User profile. Đây là các cái chế độ mà chúng ta có thể set up ở trong này. Chế độ 1, 2, 3. Thì cái giao diện của nó hơi khác một chút so với cả giao diện trên chiếc Ronin S. Còn vào trong này thì nó cũng giống nhau hết thôi. Vào trong phần tinh chỉnh motor nó đều giống nhau hết. Và vừa xong thì tôi đã thử cân cái chiếc Sony A6500 cũng như là con lens 50F1.8 của tôi lên, thì nó hoạt động rất là hoàn hảo, hoạt động vô cùng là ổn định đó. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng mang chiếc gimbal này ra ngoài và cùng đi quay những phút test để chúng ta có thể test được cái khả năng hoạt động của nó sao. Nào, let's go. Do better for yourself. 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 Ok, và vừa xong là bài mở hộp cũng như là trên tay nhanh chiếc DJI Ronin SC, gimbal mới của DJI. Và các bạn có ý kiến gì về sản phẩm này, hãy cùng để lại bình luận ở phía dưới nhá. Và nếu các bạn cảm thấy video hay và hấp dẫn thì cũng đừng quên like cũng như là subscribe kênh để có thể nhận thêm những video tiếp theo của chúng mình nhá. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.
Are you too afraid to grow? Don't forget that you're amazing. Do better for yourself. Do better for yourself. Do better for yourself. Do better for yourself. Do better for yourself.